Thưa quý vị, những năm gần đây, ngoài Samsung, nhiều doanh nghiệp công nghệ khác đã chọn Việt Nam làm điểm đầu tư R&D. Hãy cùng Sống Kết Nối điểm nhanh qua một tổng hợp ngay sau đây. Trước đó, Grab đã mở trung tâm R&D tại thành phố Hồ Chí Minh. LG được cho là sẽ mở trung tâm thứ hai tại Đà Nẵng. Panasonic và Toshiba cũng đã có các trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Mới đây nhất, Qualcomm đã công bố phòng thí nghiệm duy nhất của mình ở Đông Nam Á, tại Hà Nội. Sự phát triển của các công ty công nghệ trong nước như BKV cũng là yếu tố giúp thu hút các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài đầu tư R&D. Qualcomm cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của trung tâm R&D tại Hà Nội là hỗ trợ các đối tác trong nước phát triển sản phẩm. Nhiều sản phẩm công nghệ của Việt Nam như smartphone BeSmart, camera AI của BKV, thiết bị mạng VNPT hiện sử dụng các linh kiện từ Qualcomm. Sau nhiều phản hồi không tích cực từ cánh tài xế và khách hàng, cùng với đó là nhận mưa đánh giá một sao về chính sách ép buộc ghép đơn, ứng dụng giao đồ ăn Now đã phải lên tiếng đính chính để làm dịu dư luận. Theo đó, việc tài xế từ chối nhận ghép đơn sẽ được sửa đổi để không khiến tài xế bị trừ điểm thưởng, giảm hiệu suất như thông báo trước đó. Điểm thưởng và đánh giá của khách hàng là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người giao. Bên cạnh đó, chính sách ghép đơn ép buộc này cũng khiến nhiều khách hàng không hài lòng vì phải chờ đợi rất lâu, trong khi thu nhập của tài xế thì không tăng đáng kể. Phía nào cũng nhận trách nhiệm về những sai sót trong hệ thống vào ngày 16 tháng 4 và cam kết sẽ cải thiện trải nghiệm dịch vụ. Coi 98 Finance Startup Công nghệ tại Việt Nam được Alameda Research, một trong những quỹ hàng đầu trên thị trường tiền điện tử tại Mỹ, đầu tư 4 triệu đô la Mỹ. Coi 98 Finance chuyên về hệ sinh thái cho các giao thức và ứng dụng DeFi, Decentralized Finance, tài chính phi tập trung, thuật ngữ chỉ các ứng dụng tài chính được xây dựng trên blockchain. Thỏa thuận giữa Alameda và Coi 98 đầu tháng 4 cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của DeFi khắp châu Á. Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có dấu hiệu tăng nhu cầu về DeFi, cũng như số lượng đội phát triển có kinh nghiệm xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng xung quanh DeFi. Tuần vừa qua là một tuần sôi động của các loạt tiền ảo. Giữa tuần đã có lúc giá Bitcoin chạm mốc hơn 64,8 ngàn đô la Mỹ. Song ngày Chủ nhật đã xóa đi toàn bộ thành quả trong một tuần của loại tiền này. 7 giờ tối, giá Bitcoin chạm đáy thấp nhất trong hơn 20 ngày qua với giá 53,9 nghìn đô la Mỹ, giảm 10 nghìn đô la Mỹ với mức kỷ lục trong tuần. Theo CoinMarketCap.com, việc vùng Tân Cương của Trung Quốc bị mất điện có thể chính là lý do khiến đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới bị bán tháo. Đây được cho là nguồn cung cấp điện năng quan trọng cho hoạt động đào Bitcoin. Việc mất điện làm lộ ra một điểm yếu căn bản của Bitcoin. Hệ thống tiền ảo này là phi tập trung hóa, nhưng hệ thống đào thì không. Cú giảm này của Bitcoin còn diễn ra sau khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Sáu ban lệnh cấm sử dụng tiền ảo để mua hàng hóa dịch vụ. Cho đến chiều ngày 19 tháng 4, loại tiền kỹ thuật số đã phục hồi về quanh mức 56.000 đô la Mỹ. SK Telecom, nhà mạng viễn thông lớn nhất Hàn Quốc đã thương mại hóa robot khử trùng sử dụng công nghệ 5G đầu tiên trên thế giới. Nhờ việc hợp tác với bệnh viện Yongin Serevan để triển khai robot này, hệ thống định vị thời gian thực dùng mạng 5G được phủ sóng khắp bệnh viện để robot tự di chuyển xung quanh và theo dõi nhiệt độ của mọi người và phát hiện họ có đeo khẩu trang hay không. Thậm chí là phát hiện vị trí của những bệnh nhân mất tích và phân tích mật độ bệnh nhân trong bệnh viện. Robot này cũng được trang bị hệ thống khử trùng bằng tia cực tím. Thưa quý vị, SpaceX đã giành hợp đồng độc quyền đưa người lên mặt trăng cho NASA. Tin tức nổi bật có trong cụm tin Tech News ngay sau đây. NASA cho biết SpaceX đã đánh bại hai đối thủ Dynetics và Blue Origin, giành được hợp đồng trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ của chương trình Artemis để phát triển tàu vũ trụ đưa các phi hành gia lên mặt trăng sớm nhất là năm 2024. SpaceX giành chiến thắng với nỗ lực sử dụng tàu Starship, trụ cột trong mục tiêu cá nhân của tỷ phú Elon Musk là đưa người lên sao hỏa. Tàu có thể hạ cánh thẳng đứng trên bề mặt của trái đất, cũng như hành tinh khác trong vũ trụ. Truyền thông Mỹ đưa tin một vụ tai nạn ô tô của hãng Tesla xảy ra tại thành phố Houston thuộc bang Texas của Mỹ khiến hai người thiệt mạng. Nhật báo Phố Quân thông tin vụ việc xảy ra tối ngày 17 tháng 4 theo giờ địa phương. Chiếc xe Tesla dòng S năm 2019 chạy với tốc độ cao, bị mất lái khi đi vào một khúc cua và đâm vào một cây to ven đường, dẫn đến xe bị bốc cháy. Cảnh sát cho biết kết quả sơ bộ xác định chiếc xe gặp nạn không có người cầm lái. Dư luận đáng nghi ngại về hệ thống lái xe bán tự động của Tesla sau nhiều vụ tai nạn gần đây. Theo Cơ quan Quản lý An toàn ô tô Hoa Kỳ, trong tháng 3 vừa qua, cơ quan này đã mở tới 27 cuộc điều tra về các vụ tai nạn liên quan đến xe Tesla. Hãng này cảnh báo trên website của mình rằng hệ thống hỗ trợ lái xe của hãng không đồng nghĩa xe có thể tự động lái hoàn toàn mà vẫn cần người lái giám sát.
Edward Snowden đã ra bán bức ảnh NFT chân dung của chính mình. Tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số mang tên Stay Free được tạo nên từ các trang tài liệu của tòa án. Chỉ sau một ngày, từ khởi điểm 2 ETH, tương đương là 4.918 đô la Mỹ, giá của bức tranh đồng nhất vô nhị này đã tăng lên 1.000 lần, đạt mức 2.224 ETH. Khi còn là một nhân viên tình báo, Snowden đã sao chép thông tin tuyệt mật từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA, tiết lộ việc Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ theo dõi rộng khắp Internet và hệ thống điện thoại. Tình trạng các đối tượng tự xưng là thần y, lương y, ngang nhiên thực hiện hoạt động khám chữa bệnh và tung ra thị trường các sản phẩm không rõ nguồn gốc, mập mờ về chất lượng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube đang xuất hiện ngày một nhiều. Hệ lụy cũng nhãn tiền như các tật bệnh vào người thay vì được chữa khỏi, đang khiến cho người dân vô cùng lo lắng và ngán ngẩm. Với tính năng chèn clip tự động, nhiều người không mong muốn vẫn phải khiên cưỡng tiếp nhận. Cận cảnh vấn đề này là câu chuyện chính của Hashtag 247 ngày hôm nay. Gần đây, anh Vũ Đức Thắng phải bỏ thói quen mở các video ca nhạc hay review game trên YouTube bởi bị bắt xem quá nhiều quảng cáo nhảm trước mỗi video anh chọn. Mình không biết là cái thuốc này nó có tác dụng như nào hay là có chữa bệnh ra sao, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là khó chịu, tại vì là nó lặp đi lặp lại rất là nhiều. Thậm chí có những quảng cáo được lồng ghép bởi những bản tin từ các cơ quan báo chí lớn khiến nhiều người cảm thấy hoang mang. Trông hình với tiếng thì rất là khớp nhau, mà ở trong các cái chương trình của VTV với VTC thì là những cái trang mà rất là tin tưởng đấy. Thế nhưng mà xem thì thấy rất là khớp, nhưng có một vài cái không khớp thôi chứ không phải là tất cả, nên là rất là chỉ có một vài cái không khớp đấy làm cho mình không thể nào mà cảm giác như không tin được những cái quảng cáo đấy. Nội dung ở bên trong đấy thì nó cũng rất là cầu kỳ công phu, thậm chí là còn có cả những nhân vật trải nghiệm ở trong đấy. Nhưng mà mình thấy nó không đáng tin, bởi vì làm gì có chuyện, trên thực tế thì làm gì có chuyện mà chỉ với cái giá rẻ như thế hoặc là chỉ với một lần chữa bệnh mà đã khỏi được. Không chỉ phiền phức và khó chịu, những quảng cáo về thuốc và thực phẩm chức năng tràn lan trên mạng xã hội còn khiến không ít người tin theo, mua và sử dụng. Và để rồi rơi vào cảnh tiền mất tật mang như bệnh nhân này. Tôi được người bạn giới thiệu, bởi vì bạn ấy cũng dùng và cũng có đỡ thì tôi cũng dùng theo, làm qua mạng. Và sau khi dùng thì cảm giác cũng đỡ được một chút, nhưng mà cũng không giảm được mấy, mụn vẫn cứ nổi lên. Theo các chuyên gia y tế, sở dĩ xảy ra những vụ việc như vậy là bởi vì quảng cáo về thần y thật sự đang loạn trên mạng xã hội. Rất nhiều bệnh nhân mà sau khi mà tự ý mua thuốc ở ngoài thì vào viện là rất là nặng, nó biểu hiện ví dụ như tình trạng là trứng cá nó bùng phát rất là nhiều, trứng cá mụn mủ đầy khắp cả mặt, nó viêm, hoặc là bệnh nhân để lại những cái vấn đề, tức là mặt nó đã tạo những cái sẹo nhăn nhúm. Theo thống kê, tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 25 tháng 9 năm 2020, Cục An toàn Thực phẩm đã ra 36 quyết định xử phạt vi phạm về quảng cáo với tổng số là 40 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt khoảng 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi dẹp yên được tình trạng quảng cáo thuốc dở trên Facebook, thì chiêu trò này lại tràn lan trên YouTube và một số nền tảng khác. Bởi vậy, trước khi cơ quan chức năng xử lý triệt để hành vi quảng cáo thuốc nam không rõ nguồn gốc, mỗi người dân cần cảnh giác, không mua và không sử dụng các loại thuốc giao bán trên mạng xã hội, để rồi tiền mất tật mang. Trong báo cáo an toàn quảng cáo năm 2020, Google cho biết đã xóa 3,1 tỷ quảng cáo vi phạm, trong đó có hơn 200 triệu quảng cáo liên quan đến lĩnh vực thuốc và sức khỏe. Nhưng con số này có vẻ chưa thấm tháp vào đâu khi nó sai sự thật, không đúng công dụng, nói quá về tác dụng của sản phẩm, vẫn là mô hình thường thấy của những loại quảng cáo thuốc trên mạng xã hội. Đặc biệt, việc quảng cáo xuất hiện nhiều thực chất là do cơ chế phân phối của mạng xã hội. Nếu không có nội dung về thuốc, các nền tảng trực tuyến này cũng sẽ cho xuất hiện sản phẩm từ các nhãn hàng khác. Theo ông Vũ Trung Hiệp, Phó Chủ tịch Cộng đồng Truyền thông và Tiếp thị Việt Nam, để một quảng cáo như vậy xuất hiện trên các nền tảng số có hai đường đi chính, trực tiếp và gián tiếp. Trong đó, trực tiếp là họ tự tạo nội dung quảng cáo khi thuê các nhân vật đóng quảng cáo, còn gián tiếp họ thuê các đơn vị trung gian, có thể là các đại lý quảng cáo. Và như vậy, các nhãn hàng càng đủ nhiều tiền thì tần suất xuất hiện quảng cáo lại càng nhiều hơn. Các nhà quảng cáo, các đơn vị quảng cáo
có thể đưa nội dung quảng cáo của mình vào trong các video nội dung với hình thức như vậy. Và nó sẽ lặp lại liên tục qua các nội dung mà người dùng xem. Và tần suất nó... xử phạt đó nó vẫn chưa đủ cái tính răn đe, và nó chính vì cái việc mà chưa đủ tính răn đe cho nên cái việc mà hành vi quảng cáo tràn lan có dấu hiệu vi phạm như vậy nó vẫn tương đối phổ biến. Báo cáo Việt Nam tìm kiếm giá trị cho ngày mai của Google cho thấy Google tìm kiếm là lựa chọn hàng đầu với 45% người tiêu dùng nông thôn. Có tới 77% người tiêu dùng nông thôn Việt Nam đã nhấp vào quảng cáo vì dòng tiêu đề có liên quan. Như vậy, khi mà người dân còn tin thì quảng cáo rác vẫn sẽ còn được diễn. Khái niệm ô nhiễm của môi trường trên mạng có thể cũng chưa được quan tâm đúng mức. Thì tuy là cơ quan quản lý nhà nước có thể quản về thông tin trên mạng nói chung, quản về quảng cáo nói riêng, thì cũng nên chung tay và huy động cộng đồng mạng cùng tham gia. Cũng giống như sức mạnh toàn dân thì mới làm tốt được và mới làm được triệt để.